mà con người của chúng ta rất là gấp cần làm việc thiện, bởi vì chúng ta rất là dễ nhiễm những cái xấu. Người xưa có câu á, chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn chưa đủ, một ngày làm ác, ác đã quá dư. Bởi vì quý vị thấy cái khổ của con chúng sanh mọi người ngoài nhiều lắm, cho nên cái khổ đó chúng ta làm không hết. Bây giờ thôi đừng nói đất quốc nước nào nội cái nước Việt Nam mình thôi, cộng đồng người Việt của chúng ta ở bên ngoài này năm nào cũng gửi biết bao nhiêu tiền về làm từ thiện, nhưng mà hết nghèo không? Không hết. Hết khổ không? Không hết. Bởi vì cái nghèo nó quá nhiều. Vì vậy cho nên cái nghèo là cái triền miên, còn cái mà chúng ta cứu cho người ta được tháng no đó, hay là lúc người ta bão lụt mình cứu đó, cái đó gọi là cứu ngặt, chứ không phải cứu nghèo. Vì cái nghèo là nó cái dài hạn, còn cái ngặt là khi người ta đang lâm vào cái tình cảnh là nước trôi nhà cửa. Bây giờ ta không có nhà, ta không có mền gối, ta không có quần áo, ta không có cơm ăn, mình đến đó mình cho người ta miếng cơm, miếng áo, cháo gì đó, cái cứu ngặt thôi, chứ còn cái nghèo triền miên sao cứu nổi. Đó là mình nói về cái khổ. Cho nên mình làm thiện á, làm cả đời là không hết, nhưng mà làm ác một ngày là dư rồi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ quý vị thấy á, có những người á, đi học nó ghét có một đứa bạn ở trong trường thôi, mà nó đem súng vô nó rỉa hết cả lớp. Nó ghét một đứa học sinh trong lớp thôi, mà nó đem súng vô rỉa hết cả lớp. Như vậy thì một giây phút nó làm ác mà ác dư không? Nó ghét có một người mà cả lớp phải chết theo cái người đi. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ mình một cái người nào đó họ ghét cái người kia, thấy người kia đang đứng ở nơi cây xăng họ đổ xăng, thì cái anh nện tới anh bật lửa cho cái trạm xăng nó nổ tung lên, mục đích là chết cái người mà mình ghét. Nhưng mà cuối cùng thì đâu phải đâu, những người gần đó, những người gần đó, những người xung quanh đó cũng chết theo. Như vậy có phải ác dư không? Một chung thân hành thiện, hiện thiện do bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Cả đời làm lành, lành còn không đủ, mà một ngày làm ác, ác đã quá dư. Thành ra con người của chúng ta bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, quý vị có những người đi chùa hay là đọc sách những lời lành thiện á, muốn học thuộc lắm mà học hoài học không thuộc. Mà một cái người kia mà nói mình một câu nặng thôi, nhớ suốt đời. Chẳng những nhớ xong rồi còn nói cho người kia, nói cho người nọ nghe, mà 20 năm rồi gặp vẫn nhớ. Mà đi ngang cái chỗ đó là nói nè, chỗ này thế kia. Vì vậy quý vị thấy á, cái con người của chúng ta, bởi vì chúng ta là những người rất là dễ huân tập cái nhiễm, và chúng ta rất khó tẩy trừ. Vì vậy cho nên chúng ta cần đi tới những chỗ lành để chúng ta giảm đó. Không phải ai đi chùa là lên thiên đường đâu, không phải ai không đi chùa là đọa địa ngục hết đâu. Dĩ nhiên cũng có những người đi chùa rất nhiều nhưng mà chưa thuần, chưa tu tập, có chứ. Nhưng mà cũng không vì những người đó mà mình không đi. Bởi vì nếu mình thấy những người đó mà mình không đi là mình tự thối lui mình. Ví dụ như mình ấy, đó nhìn cái bà kia kìa, bà đi chùa bà dữ lắm, bởi tôi ghét tôi đâu đi. Như vậy là vì cái người đó mình thối lui mình, mà rõ ràng chùa đâu có dạy cái đó, mà tại bản chất người đó chưa chuyển hóa được cái đó. Và nói cách khác là có những cái bệnh á, như là ho cảm á, thì uống thuốc hết. Mà bệnh như là tiểu đường, ung thư, cao máu rồi coi vậy chứ khó lắm. Bất quá là cầm chừng. Rồi bây giờ nói trong cái số lượng cảm á, sổ mũi nhức đầu mau hết chứ cái ho là lâu nhất. Có những người hết cảm rồi nhưng mà ho cả tháng sau mới hết. Như thế thì chúng ta mới thấy rằng mỗi cơ thể con người
nó dính một cái bệnh và có những cái bệnh nó lâu hơn. Thì con người chúng ta cũng vậy, có những người bệnh và có những người tật. Tật bệnh là uống thuốc hết, mà tật là khó chữa. Cho những người mà cái tật á, thời gian lâu lắm tật mới sửa được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta không nên nghĩ rằng ai tội mới đi chùa, ai ác mới đi chùa. Mà nếu thí dụ như có nghĩ như vậy cũng được nữa, vì chùa là cái nơi bào mòn trợ duyên giúp cho mình chuyển cái xấu. Bởi vì rõ ràng chữ chùa là được định nghĩa nè: thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ, là cái nơi gần được người thiện, người lành, xa cái người xấu. Thế thì mình không phải là người xấu, mình là người thiện, mình cũng cứ đi. Tại vì mình đi để mình trợ giúp cho những người chưa thiện. Còn nếu mình là người chưa thiện thì cần đi để mình nhờ những người thiện ảnh hưởng mình. Mà quý vị thấy á, bây giờ so ra mình đi chùa một ngày chủ nhật, mình tụng kinh, mình nghe pháp, có phải đỡ hơn là mình ở ngoài mình đi chơi, mình đi ăn, đi nhậu? Nó khác chứ. Trước hết là đỡ tốn rồi nè, mà mình được nghe lời lành nữa nè. Đó, rồi kế đến là mình được ăn chay thanh tịnh nè. Thành thử ra rồi mình đỡ, thí dụ mình đi shopping là phải mua sắm. Còn ngày hôm đó mình không đi shopping thì mình không có mua sắm. Mà nếu mà cúng dường đi nữa đó, là cái đó là mình đang để tiền vô một cái ngân hàng, một cái nhà băng, mà không phải là được lấy bây giờ. Mình đang invest một cái long term để tương lai mình nhận cái đó. Thành thử ra chữ chùa đó là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn là vihara. Mà vihara hay là tự hay là chùa được dịch nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Chùa được gọi là già lam, mà già lam gọi là tịnh địa, nghĩa là đất sạch, đất yên bình. Quý vị lái xe ở ngoài đường, chỉ cần quẹo cái bạn đường vô trong cái tu viện Liên Trì này, quý vị thấy khác không? Tự nhiên mình thấy con người mình nó lắng xuống bởi những hàng cây, bởi những dòng sông, bởi những con người, bởi những khung cảnh, nó làm cho cái tâm mình lắng xuống. Cho nên cái cảnh đó, nó cũng giúp cho con người lắng tâm. Mặc dù nó chỉ là cảnh, nhưng mà nó một phần trợ duyên cho cái tâm mình được lắng. Rồi bên cạnh đó mình gặp những đồng tu với mình, ít nhiều gì người ta cũng trợ duyên cho mình lắng. Thành thử ra mình chưa được trọn thì mình đến để mà mỗi nơi mỗi người một chút trợ duyên cho mình. Vì vậy cho nên cũng đừng nghĩ rằng ai đi chùa mới được lên, nhưng mà cái phần trăm lên nó nhiều. Tại vì sao? Bởi vì mình đến đây thì ít nhiều mình thanh tịnh được cái thân, cái khẩu, cái ý của mình. Pháp Hòa ví dụ như á, những Phật tử đi chùa, quý vị giận nhau, cho dù giận nhau cỡ nào cũng không bao giờ thốt cái lời thô mắng chửi. Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời á, là từ ngữ mà mắng chửi là có thể nó xảy ra, bởi vì cái môi trường đó nó làm cho con người phải nói lời đó. Còn đi vô trong chùa mà giận nhau cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ có những cái tiếng chửi thề, chửi tục, mắng rủa với nhau. Bất quá là giận quá rồi cái bà này vậy thôi, chứ còn không có những cái tiếng thô hơn nữa. Cho nên nó cũng đỡ lắm. Vì vậy cho nên gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Và ai chưa thuần thì đến đây từ từ sẽ thuần. Ai mà đã thuần thì càng đến càng thuần, và mình trợ duyên những người chưa thuần. Còn những ai mà chưa hoàn toàn chưa thuần gì hết, mặc dù có tiếng là đi lâu năm, nhưng chúng ta cũng nhận ra những vị đó là những vị Bồ Tát nghịch. Làm những cái hình tướng, những lời nói nghe nó nghịch. Để làm gì? Để nhắc mình. Ở trong kinh Đức Phật nói, nếu mình lỡ thấy một người nào không dễ thương thì mình phải tự nói tôi có giống người đó không. Nếu mà nói tôi cố gắng để đừng giống người đó, để người khác không thể thương, và tôi nguyện sẽ sống tốt hơn để làm ngược lại với những điều đó. Cho nên đại chúng đừng có hiểu lầm là có nhiều người nói thôi đi chùa sám hối không, tu tội gì mà sám hối. Thưa đại chúng,
mình không có nói được cái lỗi tội á, thì có thể mình nghĩ rằng á, giết người cướp của mới kêu tội. Nhưng mà con người và đời sống hàng ngày á, tội thì có thể không, còn lỗi thì vô chừng. Lỗi là gì? Lỗi là những cái điều chúng ta làm do vô ý. Ví dụ mình nè, đi đường mình đạp con kiến chết cũng là sơ ý rồi, mình đâu có cố ý mình giết nó đâu. Nếu mình thấy nó, mình cố ý mình rượt nó, mình giết nó, cái đó tội. Còn lỡ mình lái xe đi ngang đạp con kiến hay là cán bầy kiến chết, đó là lỗi. Tại vì mình không có cái cố tâm. Cho nên thì tội thì không có, mà lỗi thì rất nhiều. Có đôi khi mình sơ ý, mình nói một câu làm ta buồn, mà mình ta để buồn, người ta không nói ra, mà mình không cố ý mình nói, mình vô tình mình nói một câu làm ta buồn, vô tình một hành động của mình làm người ta hờn mát. Thành thử lỗi thì nhiều lắm. Đó là Pháp Hòa nói hiện tại nha, chứ còn chưa nói quá khứ. Thành thử ra mình không biết được cái quá khứ mình như thế nào. Cho nên có một thời kinh sám hối, đó là mình để sám hối những cái lỗi tội mà từ quá khứ. Còn nói hiện thực hơn, một thời kinh sám hối là để có cơ hội cho chúng ta tiếp xúc những lời lành để nhắc nhở mình cố gắng tu chỉnh trong cái đời sống hiện tại. Mà ngay cái giờ phút sám hối á, miệng mình đọc lời sám hối nè, ý mình duyên lời sám hối nè, thân mình thành tâm sám hối nè, thì giây phút đó mình đã thành tựu được sám hối chưa? Thành tựu rồi. Tại vì thân miệng ý của mình đã ở trong cái phạm vi gọi là phục thiện. Cho nên mình đi chùa sám hối cũng là tốt, dù mình nghĩ rằng mình không có tội, nhưng mà thật sự ra cái đó mình nghĩ thôi, chứ còn nếu mà tính ra thì không nói được, bởi vì nó từ quá khứ dẫn cho tới hiện tại. Còn nói tới chữ thiên đường với địa ngục, mình nghĩ thiên đường là ở cõi trời. Nếu mình nói theo chữ đó, thiên đường là ở cõi trời, địa ngục là ở dưới. Bởi vì xưa nay cái gì ở trên là đẹp à, còn cái gì ở dưới thì nó xấu. Thay vì bây giờ quý vị mà đi chọn chỗ nào vậy, thích chỗ nào cao ráo, chứ đâu ai thích ở chỗ ẩm thấp đó. Cho nên cái chỗ nào mà thấp kém tối tăm, chỗ đó được gọi là xấu, không đẹp. Cũng thế thôi. Bây giờ chữ thiên đường định nghĩa làm sao? Thiên thính tịch vô âm. Mình muốn nghe tiếng ở cõi trời không? Không có tiếng. Thương thương hà xứ tầm, mờ mờ không biết ở đâu tìm. Phi cao diệt phi viễn, không cao cũng không xa. Đô chỉ tại nhân tâm, nó ở ngay lòng người mình. Đó là định nghĩa chữ trời. Thiên thính tịch vô âm, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, đô chỉ tại nhân tâm. Thiên đường mình tin là cõi ở trên đó, nhưng mà thiên đường đó xa, không thấy được. Thiên đường ngay tại lòng mình. Địa ngục ở đâu? Địa ngục có mấy nghĩa nè. Chỗ nào mà tối tăm dày chặt gọi là địa ngục. Khi con người chấp chặt những cái hiểu biết, những cái mà mình cố chấp không cởi mở được là địa ngục. Địa ngục còn được định nghĩa là khả yểm, đáng chán, khổ cụ, đầy đủ những cái khổ. Được địa ngục còn định nghĩa là hữu vô. Hữu là hữu với ai? Hữu với những người nào có tâm địa ngục. Vô là vô với những người không có tâm địa ngục. Bây giờ Pháp Hòa hỏi lại chúng, ở cái thành phố này hay ở tiểu bang này có nhà tù không? Nhưng mà mình biết nó ở đâu không? Thí dụ mình có biết mà mình có được vô không? Tại sao không được vô? Tại vì mình đâu có làm gì lỗi đâu, người ta cho mình vô, phải không? Như vậy thì đối với mình địa ngục có không? Không. Bởi vì mình đâu có làm gì đâu mà mình thấy được cái tù đó. Rồi bây giờ đối với những người phạm tội ăn cắp, làm những cái việc phạm pháp có không? Có. Như vậy thì địa ngục là có với những ai có lỗi, không là những ai không lỗi. Còn nếu mà nói theo cái nghĩa là khi nào mình ôm chặt một cái sự cố chấp của mình dày đặc, mà phải chi cái cố chấp đó nó luôn luôn, nó không có đạo lý, cái đó nó đen và nó dày như địa ngục vậy.
Cho nên câu hỏi là thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thiên đường là khi tâm mình phóng ra được những cái chấp trước bình thường. Địa ngục là khi nào mình ôm chặt những cái thấy biết của mình. Có một cái vị cư sĩ đó, Phật tử, ông vô chùa, ông hỏi bạch hòa thượng, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thì sẵn ông đang đứng gần đó, hòa thượng sáng ông bạc tay, ông rượt hòa thượng ông đánh. Cái hòa thượng mới nói mô Phật, địa ngục tới rồi. Cái thì lúc đó ông cư sĩ đóng giật mình, ông được hòa thượng nhắc, ô như vậy là khi mình lên cơn nóng giận là địa ngục. Ông mới quỳ xuống chắp tay, ông nói dạ con sám hối hòa thượng, con biết rồi, con biết địa ngục ở đâu rồi. Thì lúc đó hòa thượng nói mô Phật, thiên đường cũng có mặt. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Thường thường á, người ta nói á, trẻ vui nhà, già vui chùa. Nghĩa là còn trẻ thì lo làm ăn đời sống và thích đi chơi, nhưng mà tuổi già rồi thích đi chùa, tại vì ở nơi đó có những người bạn già, hay là có những cái điều mà mình người già nó phù hợp với người già. Đó là người ta nói để cho cái tuổi già. Nhưng mà mình đừng nghĩ rằng như vậy là chùa là cái chỗ chán lắm, toàn mấy bà già ông cả không, phải không? Thưa không. Mà quý vị thấy ông vô chùa phần lớn là các thầy trẻ. À, vậy thì các thầy đâu phải là những người già hay là những người chán đời, nhưng mà ở nơi đó nuôi dưỡng những ý chí, những lý tưởng của những người muốn sống một cuộc đời lành mạnh. Cho nên tất cả chúng ta đều phát cái nguyện, nuôi cái ý chí sống một cuộc đời lành mạnh, cho nên mình phát nguyện đi chùa. Mà hơn nữa, chùa là cái nơi phụng sự đầy đủ. Thí dụ người ta đến, người ta cần ăn, cái bên ban khâu nấu ăn. Hồi đó Pháp Hòa có nói chuyện với mấy chú tiểu á, Pháp Hòa nói mấy đứa con á, mà ra ngoài đời mà sống á, nếu mà giỏi lắm là có một job à. Còn chùa là nơi đào tạo tất cả các job. Đứa nào muốn nấu ăn không? Xuống bếp. Đứa nào muốn làm janitor không? Làm housekeeping, làm clean up không? Có clean up, dọn dẹp, chùi rửa. Ai muốn sửa xe không? Chùa có xe cho sửa. Ai muốn giữ parking không? Hướng dẫn. Chùa không thiếu gì hết. Cắm hoa cũng có, may vá cũng có. Thành thử ra chùa là nơi đào tạo tất cả mọi ngành nghề, phải không? Muốn làm hành chánh không? Có. Người nào muốn làm văn phòng cũng có, muốn may y áo cũng có, muốn cắm hoa cũng có, muốn nấu ăn cũng có. Cho nên không thiếu bất cứ cái gì. Mà chỉ cần ở chùa là tự nhiên người đó giỏi, việc gì người đó cũng có thể ứng xử mà làm. Cho nên thôi thì mình có lòng mình khuyên người nào đó đi chùa, nhưng các vị chưa phát tâm thì chúng ta cũng không có buồn, và chúng ta chỉ cũng không giận, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng chưa đủ duyên. Thật sự ra cái gì cũng phải đủ duyên mới được, thiếu duyên không có được. Phóng vào ví dụ, bình thường một cent mình đâu có quý, phải không? Nhưng mà nếu như mà người đó chỉ có 99 cent thôi, có thể được gọi là đồng không? Không, thêm cent nữa gọi là đồng. Thì một cent đó là một cái duyên, mặc dù bình thường nó rất nhỏ nhặt, nhưng mà nếu thiếu một duyên đó, một cent thôi cũng không thể được gọi là một đồng. Vì vậy cho nên ở đời tất cả việc gì cũng phải đủ duyên. Và chúng ta đều là những người có duyên, nhưng mà có điều là duyên lành hay duyên dữ, duyên gọi là lanh lợi hay là duyên mình gọi là chậm lụt, và nhà Phật gọi là lợi căn hay độn căn. Người lợi căn thì nghe đâu hiểu đó, người độn căn thì nghe rất là chậm. Cho nên ở đây á, cái vấn đề là chúng ta chỉ ghi khuyến khích còn đủ duyên hay không là tùy, nhưng mà chúng ta không thể vì vậy mà chúng ta dừng sự khuyến khích. Quý vị thấy á, nhiều khi quý thầy gặp ai mấy đứa nhỏ tu đi con,
nhưng mà nói ngàn đứa chưa có được đứa tu nữa. Mình khuyến khích thôi, phải không? Bây giờ đại chúng là lớn hết rồi, đi chùa hiểu biết hết rồi, mà kêu đi tu, tu nổi không? Không được. Mặc dù biết tu là tốt, nhưng mà khi nói đến thì mình không tu. Đó, quý vị thấy duyên chưa? Đâu phải mình muốn là được, phải không? À, cứ ngồi bình an. Có một câu nè: xin thầy giải thích dùm bài thơ của vua Trần Nhân Tông: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi tiền. Cái bài này Pháp Hòa đã giảng ở một cái buổi gần đây nhất là ở bên Texas, chùa Trúc Lâm, với cái đề tài là sống đời tu đạo. Thì quý nào hỏi câu này thì mai mốt tìm lại cái bài đó để quý vị nghe. Cái bài sống đời tu đạo có giải thích cái bài này: sau đây con xin thầy hoan hỷ giảng cho con biết, tại sao nước Ấn Độ nguyên thủy là xứ Phật, tại sao ngày nay Ấn Độ lại không có nhiều tín đồ Phật giáo mà chia ra theo nhiều môn phái. Cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, trước hết xin đính chánh lại. Trước khi Đức Phật có mặt ở Ấn Độ, xứ Ấn Độ đã có 99 thứ đạo rồi, chứ không phải là sau này mới có. Bình voi họ cũng thờ, cục đá họ cũng thờ, con khỉ họ cũng thờ. Cho nên có những người người ta tin con khỉ là thần, là thủy tổ của loài người. Cho nên họ thờ khỉ và họ không cho ai giết khỉ. Và quý vị đi đến có những khu vực các khỉ nó tràn lan luôn, mình đang ngồi là nó nhào ra. Đó, vì người ta thờ khỉ. Cho nên trước khi Đức Phật có mặt Ấn Độ là quá chừng nhiều đạo, chứ không phải là sau này. Còn á, Đức Phật là người thị hiện ở Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Và thưa đại chúng, đạo Phật hoàn toàn bị tiêu diệt ở tại Ấn Độ do Hồi giáo lúc vào khoảng thế kỷ thứ 12. Như vậy từ thế kỷ thứ 12 đạo Phật đã không còn có mặt ở Ấn Độ, bị tiêu diệt sạch do Hồi giáo. Thậm chí cái trường Phật học, trường đại học Phật giáo đầu tiên tại Ấn Độ, đó là trường đại học Nalanda, thời đó có hơn 10.000 tu sĩ, họ vô họ giết không còn một người. 10.000 tu sĩ, điều thứ nhất. Điều thứ hai là ở tại viện đại học Nalanda đó, kho lúa và kho sách họ vô họ đốt cháy rực cả ngày đêm suốt 6 tháng. Nghĩa là lúa của chùa và sách vở của chùa cháy 6 tháng trường ngày đêm, mà cái thành phố nó rực lửa như là một cái ban ngày vậy. Và người ta còn nói đó, máu mà của các thầy mà bị giết đó, nó thấm vô ở trong cái gạch xây vào thời đó, mà nó chảy lâu lâu nó còn rỉ ra, một thời gian sau mới hết. 10.000 người chứ đâu phải ít. Bây giờ quý vị có dịp đi về Ấn Độ, quý vị đến thăm viện đại học Nalanda thì quý vị sẽ thấy hiện bây giờ đó là nhà chùa đã bị mất đất, tại vì ngày xưa là cả 40 mẫu, bây giờ là dân làng ở đó họ chiếm, chỉ còn một khoảnh những cái building mà ngày xưa xây lên để cho các thầy ở. Bây giờ mình đi, người ta dẫn chỉ cho mình thấy từng giường từng phòng của các thầy. Mà ngài Huyền Trang, một vị pháp sư của Trung Hoa đó, đã đi qua Ấn Độ, đã tu học vào thế kỷ thứ 6, và ngài đã ở tại viện đại học Nalanda đó 10 năm để mà học, và trở thành một luận sư nổi tiếng vào thời đó. Sau khi trở về Trường An, ngài có viết là một quyển kể lại suốt đoạn đường đi của ngài. Cái quyển đó có tên là Đại Đường Tây Vực Ký. Tây Vực là Ấn Độ, ký là ghi lại. Đại Đường tức là nói cái triều đại ngài đi đó, Đại Đường Tây Vực Ký. Và cái quyển đó ngài đã ghi lại hết tất cả những quốc gia lớn nhỏ mà ngài đi qua,
Ngài ghi lại đầy đủ những phong tục tập quán của mỗi nước, và đặc biệt là Ngài đã ghi lại những thánh tích của đấng Đức Phật. Và khi mà Hồi giáo tiêu diệt đạo Phật, Hồi giáo đập phá chùa chiền, và tất cả tượng Phật được chôn vùi ở trong một cái đống gạch vụn suốt 5 thế kỷ, là 500 năm. Đến khi thế kỷ thứ 18, có một học giả người Anh, ông đi qua Ấn Độ để tìm hiểu về đạo Phật, thì ông đã nương vào cái quyển Đại Đường Tây Phật Ký của Ngài Huyền Trang mà tìm lại được những thánh tích. Bởi vì Ngài Huyền Trang ghi rất rõ, và thậm chí có những người người ta luận như thế này, người ta nói rằng Ngài Huyền Trang không phải là một sử gia nhưng viết sử tài tình, Ngài Huyền Trang không phải là một nhà địa lý học nhưng Ngài đã đo đạc, Ngài đã ghi lại những cái thước tất, những cái địa dư khoảng cách rất là chính xác. Và nhờ đó mà các nhà khảo cổ, các nhà khảo cổ học nhờ những cái quyển sách đó mà đi tìm lại những thánh tích của Phật. Ngay cả bây giờ á, quý vị đi Ấn Độ mà đến cái thành Kushinaga là nơi Đức Phật Niết Bàn đó, ngày xưa đã có một tượng Đức Phật nằm mà chôn vùi ở một cái đống gạch vụn, vậy mà sau này khai quật lên hết. Thì đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ suốt 500 năm. Và lúc đó, cái thời đó là nhờ một người, một vị vua tên là vua A Dục. Và vua này trước kia là một vị vua rất là ác, đi xâm chiếm, ổng cũng tương đương với Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc vậy đó, xâm chiếm và thống nhất đất nước Ấn Độ. Và khi mà ông đã phát tâm ngộ đạo bởi giáo lý của Đức Phật, và ông đã phát nguyện trở thành một vị vua mà hộ trì cho Phật Pháp, và ông đã cúng dường hai người con cho đạo Phật, đó là một thái tử và một công chúa, và hai người đó đã mang đạo Phật đi qua Tích Lan, đi qua Tích Lan. Và chính cô công chúa con của Hoa Dục đã mang cây bồ đề ngay cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa ngồi thành đạo đó, chiết một cái nhánh cây đó mang qua Tích Lan để trồng, và cây đó bây giờ vẫn còn ở Tích Lan. Và sau này khi đạo Phật phục hưng lại ở Ấn Độ, thì chính một hòa thượng người Tích Lan đã sang Tích Lan chiết lại một cây bồ đề ở tại Tích Lan, mang trở về Ấn Độ trở lại. Và hiện nay cây đó đang trồng ở tại vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng có khái niệm một chút về lịch sử, thì chúng ta biết rằng đạo Phật đã vắng mặt ở tại Ấn Độ cả suốt 500 năm, 5 thế kỷ, và bị tiêu diệt bởi người Hồi giáo. Nhưng mà quý vị thấy đạo Phật chưa bao giờ trả thù phục hận để mà gọi là lấy lại cái tín đồ của đạo Phật. Mình không bao giờ giết người hay là lấn chiếm vì giáo lý, vì vị giáo chủ của mình. Và đó là cái điều đặc biệt của đạo Phật. Bởi vì giáo lý của Đức Phật là giáo lý từ bi và trí tuệ, mà mình muốn truyền tải cái đó cho người ta để người ta sống tốt, chứ không phải vì muốn xâm chiếm tín đồ, xâm chiếm lãnh thổ mà chúng ta làm điều đó. Cho nên đạo Phật không làm điều đó. Mà quý vị biết bây giờ nếu mà vị nào mà đi về phía Nam Ấn Độ, thì quý vị sẽ đi thăm một cái vùng núi mà tu viện chùa chiền được đục ở trong một cái dãy núi đó, mà nó cũng đã bị hoang phế cả suốt mấy trăm năm. Khi mà không còn ai ở đó để mà tu tập gìn giữ nữa, thì bắt đầu cỏ cây nó mọc tùm. Và khi mà Ấn Độ bị nước Anh xâm chiếm và cai trị, quý vị nhớ cái thời gian đó, thì có một ông đại tướng đi săn. Trong khi mà ông rượt một con thú đi săn, thì con thú đã lủi vô cái rừng đó, ông rượt theo. Thì không ngờ khi ông đi sâu vào trong cái đám rừng đó, ông khám phá ra phía sau cái rạng rừng này là một dãy núi hùng vĩ, chùa viện của Phật giáo nằm ở trong đó. Và ngày nay
nguyên cái vậy vậy đó đã trở thành ra một cái trung tâm để cho Phật tử khắp thế giới trở về hành hương. Và mình đến đó mình mới thấy đảnh lễ một công trình bục đá trong núi làm tượng Phật, làm tu viện, làm chùa ở phía Nam Ấn Độ. Và chúng ta cũng biết rằng đạo nghĩa là chân lý, mà chân lý thì nó không hạn hẹp. Ở nơi nào có con người, nơi nào mà con người, nơi nào có con người, nơi nào có chúng sinh, mà chúng sinh nơi đó khát ngưỡng hòa bình, khát ngưỡng bình an, trí tuệ, nơi đó có đạo Phật. Chân lý, đạo là chân lý. Chứ bây giờ đạo Phật không còn hạn hẹp trong Ấn Độ nữa, mà bây giờ đạo Phật đi tới đâu? Đi khắp mọi nơi, mọi chỗ. Bởi vì nơi nào con người cần chân lý, con người cần đạo lý để sống, thì nơi đó có đạo Phật. Vì đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thờ cúng bái lại duy nhất, mà thờ cúng bái lại chỉ là bày tỏ tấm lòng của mình đối với người thầy. Còn cái chính là chúng ta ứng dụng lời dạy đó. Và quý vị thấy ví dụ như ngày nay cái pháp môn thiền tập người Mỹ rất là thích. Bởi vì sao? Bởi vì con người bây giờ đang rất là sống trong cái thời đại khủng hoảng và rất dễ bị stress, dễ bị depressed. Và thiền tịnh, thiền quán là một pháp môn, pháp tu tập luyện tâm. Mà khi tâm con người bình an rồi thì cuộc sống con người nó mới bình an theo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đạo không còn ở trong một phạm vi, một đất nước mà như chúng ta nghĩ. Một vị tổ Việt Nam mình á, ngài có cái câu như thế này: đạo vốn không nhan sắc mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nơi nào có chúng sinh mà còn ham thích tu tập thì nơi đó đều có ánh sáng của chân lý tới hết. Và ngày nay đạo Phật có mặt khắp nơi, ngay cả Phi Châu bây giờ bắt đầu có đạo Phật rồi. Và có một thầy, và với Pháp Hòa đây trong tương lai sẽ đi về ở bên Phi Châu thăm và làm từ thiện ở đó. Vì thầy đã đi trước rồi, và thầy đã hứa với Pháp Hòa là khi nào Pháp Hòa ready rồi thì thầy sẽ hướng dẫn đi ở Phi Châu làm từ thiện. Mình đi Á Châu đi rồi, Mỹ Châu đi rồi, Úc Châu đi rồi, Âu Châu đi rồi, giờ còn Phi Châu thôi. Năm Châu: Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc. Bây giờ 4 châu mình đi, còn thiếu Phi Châu. Và quý vị nhớ là tại sao lá cờ Phật giáo có 5 màu? 5 màu đó là tượng trưng cho 5 châu. 5 cái màu đó là tượng trưng cho 5 châu. Và 5 cái màu đó còn tượng trưng cho 5 giới căn bản của đạo Phật, là không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không giường gạt dối trá, không rượu chè cờ bạc phúc sắc. Nếu mà 5 châu này giữ được 5 cái điều này thì cả thế giới này sẽ đi đến chỗ bình an. Cho nên có 5 cái nhỏ ở dưới. 5 cái nhỏ phía dưới là tượng trưng cho đại đồng. Đại đồng, sự hòa thuận, sự hợp tác. Và quý vị thấy 5 cái này nó có liên hệ gì đến một đạo giáo nào không? Không, nó hoàn toàn cho con người. Ngày nào con người còn sống, ngày đó con người vẫn phải giữ 5 cái này. Bởi vì nếu không thì con người tàn sát lẫn nhau. Vì vậy cho nên giới sát sanh. Con người còn gian tham trộm cắp, con người còn sống mà không có giữ cái lòng thủy chung với nhau, con người còn lường gạt dối trá nhau, con người còn uống rượu, làm những đem vào trong người mình những cái chất độc tố để làm tổn hại đến bản thân, hạnh phúc của gia đình, thì lấy cái này chúng ta cần làm. Và không phải thời Phật, thời nào con người cũng phải giữ. 2000 mấy trăm năm trước giới này đã được truyền đi rồi, bây giờ tưởng đâu là thời đó chỉ có những người có đó thôi, bây giờ còn hơn nữa. Cho nên càng ngày thế giới càng loạn thì 5 giới này phải được càng phát triển sự tu tập, để con người làm sao sống một cuộc đời lành thiện. Mà cái thế giới là gia đình của mình, cái tiểu thế giới mà nó yên thì đại thế giới nó mới yên được. Bây giờ đại chúng cứ nghĩ đi ha, bữa nào mà cô nào mà vô chùa mà cổ không vui cái coi, nguyên cái bếp nó mất vui liền.
Nó đơn giản vậy thôi. Một tiểu thế giới mà không an thì đại thế giới này nó ảnh hưởng. Bữa nào mà vô gặp thầy rì mà thầy không vui coi. Mình cũng phải khép ném một chút chứ, phải không? Bữa nào ba mình đi làm về mà không vui coi, má con im ru hết. Một người mà không an thì cả nhiều người không an. Cho nên á, cái câu mà nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua, vạn thọ hương là vậy đó. Một người làm phước, ngàn người hưởng. Một hoa mà nở là cả ngàn hoa nó đều được hương lây. Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương. Một cái hoa mà nó nở ra nó có mùi thơm thì cả vạn hoa nó cũng được ảnh hưởng. Quý vị thấy thầy trụ trì mà chịu khó dọn dẹp, chỉ điều hành làm đẹp thì tự nhiên mình tới đây mình hưởng không? Mình hưởng. Một người tác phước, người ngàn người hưởng nè. Nếu mà trước khi cái khóa tu này á, là cái này không có. Nhờ có khóa tu này mà cái này mới có. Bây giờ một Pháp Hòa biết là có một bác 76 tuổi đóng cái này nè. Bác làm giai chánh, mấy vị kia phụ. Thấy không? Cho nên nhà Phật mình mới có câu đó: nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật mà ra đời, ngàn Phật hộ trì. Một người mà đề xướng làm việc thiện, phải có ngàn người hỗ trợ thì việc thiện đó mới thành. Thôi thì Pháp Hòa chia sẻ vậy với đại chúng. Bạch Thầy, nhờ Thầy giải đáp dùm thắc mắc này của chúng con. Chúng con thường được nghe giảng đạo Phật là đạo giác ngộ qua những bài pháp của Phật chỉ dạy như tứ niệm xứ, bát chánh đạo. Chúng con có thể nhận diện và chuyển hóa những tâm hành bất thiện trong ta và giải thoát được luân hồi sinh tử. Chúng con cũng được nghe có những pháp phương tiện như trì chú, tụng kinh, bái sám để độ cho những người có căn cơ hợp với những pháp này. Câu hỏi của chúng con là: nếu gọi là pháp phương tiện thì chứng pháp này có nên giới hạn ở mức tối thiểu hay không, hay là tiếp tục phát triển như xây thêm nhiều tượng như Phật Di Đà, Quan Âm, Địa Tạng để cúng bái mà không hay ít nhắc nhở đến các hạnh của các ngài để mình noi theo? Như vậy mình có tưới tẩm những hạt giống tinh vào thần thánh không, và con đường chạm đến chân lý xa hơn? Dạ thưa, câu hỏi rất là hay. Đại ý là vị Phật tử nói rằng tu thì mình phải tự nỗ lực. Còn nếu như là phương tiện, tức là bày những cái phương tiện như tụng cúng rồi xây chùa đúc tượng vậy đó, mà cứ gọi là phương tiện mà làm hoài như vậy đó, thì có phải là mình đưa người ta đến chỗ tinh thần thánh mà xa với chân lý không? Nếu như mình làm cái việc này mà mình chỉ làm suông thôi thì nó khác. Còn mình làm mà có thứ lớp, có bài bản thì nó khác. Phong và ví dụ, ai cũng biết ăn để sống, có ăn là được rồi. Nhưng nếu mà chúng ta xào một cái dĩa đồ xào ra rồi chúng ta để trên cái dĩa vậy rồi thảy ra ai ăn ăn thì nó khác à. Còn nếu mà cái dĩa đó mà chúng ta làm xong, chúng ta sắp xếp đàng hoàng, trưng bày đàng hoàng, cái dĩa nó khác không? Cũng là nó đó, nhưng mà được sắp xếp gọn gàng, trình bày cẩn thận thì cái dĩa thức ăn này có giá trị khác, phải không? Mà nếu dĩa thức ăn này mà được đem lên và được giới thiệu, thức ăn này nó càng khác nữa. Cũng như thế, nếu chúng ta làm chùa làm tượng, hay là thậm chí in kinh làm việc phương tiện, chỉ làm cho có, thì những Phật tử cúng dường được cái phần phước nhưng mà chưa đủ phần trí, gọi là phần huệ. Chúng ta tu là phước huệ song tu mà. Phước á, là chúng ta bố thí tạo những cái phước lành. Còn huệ là chúng ta hiểu biết cái việc chúng ta làm. Vì vậy cho nên á, nó đòi hỏi cái người tạo phước hay là cái người đề xướng làm phước, nhưng mà cũng phải làm cho người khác hiểu được cái trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, mình đi cho người nghèo là làm phước đó, kêu gọi những người giàu làm phước với những người nghèo. Nhưng khi mình đến đó, một cái lời nói của mình mà nó thuyết pháp được cho cả hai bên. Đối với người nghèo, thứ nhất phải ráng tu tập,
để đời này mình chuyển cái khổ do thiếu phước nghèo, đồng thời chuyển cái tâm, phát triển cái tâm tùy hỷ để tăng cái phước về tuệ, và phải phát cái tâm trân trọng những gì người ta giúp đỡ cho mình, đừng khinh chê dù cái đó nó nhỏ nó ít hay là nó chưa có được tốt. Có nhiều khi nghèo người ta cho mà chê, nó cũng có. Bây giờ có nhiều khi Việt kiều mà về mà cho người ăn xin ít tiền trả lại, nó Việt kiều mà keo. Thử ra quý vị thấy nhiều khi mình nghèo mà người ta giúp mình mà mình vẫn không trân trọng là mình thiếu cái phước đó nữa. Để bồi hoài thuyết pháp của cái vị đó phải thuyết cho người nghèo, xong xây qua người giàu. Đời này quý vị có ăn, có mặc, có dư là quý vị dư phước. Mà quý vị đang làm việc này là quý vị đang tiếp tục trồng gieo cái phước, phước phước không hết. Cho nên ăn thua mình. Còn nếu như mình lợi chỗ đó mình cho mà mình ồn ào, mình làm cho nó có hình tướng, chụp hình, quay phim để kêu gọi người khác mà thiếu đi cái sự nhắc nhở của giữa người nghèo lẫn người giàu, thì mình chỉ tạo cho người ta tu được cái phước mà mình thiếu đi cái phần huệ. Thưa đại chúng, người có tiền là có phước, biết xài tiền là huệ, phải không? Mình có cái thân này là có phước, mà biết sử dụng cái thân này là tuệ, mà sử dụng cái thân này đúng là phước huệ song tu. Ví dụ như mình có cái thân tốt khỏe nè, không biết sử dụng nó, mình uống rượu, mình hút thuốc, mình hút sách gì làm cho cái thân này bệnh, thì cái đó là mình có phước mà không biết hưởng. Thì mình lấy, mình không có vận dụng cái tuệ để sử dụng cái thân này đúng. Vì vậy cho nên khi chúng ta lại Quan Âm, hay là đúc tượng Quan Âm, hay là bất cứ tượng Phật Bồ Tát này, không có cái nghĩa là chúng ta chỉ gọi là phát triển về cái mặt gọi là tưới tẩm hạt giống thần thánh, mà chúng ta đang tưới tẩm những hạnh nguyện Bồ Tát vào trong tâm khảm của mỗi người. Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Địa Tạng là hạnh nguyện, đại nguyện, Phổ Hiền là hành động độ đời, Di Lặc là hoan hỷ, Đại Thế Chí là hùng lực, Văn Thù là trí tuệ. Thì các vị Bồ Tát đều biểu tượng cho một hạnh tu tập. Thì khi chúng ta xây dựng một bức tượng nào thì chúng ta phải nói lên ý nghĩa. Thưa đại chúng, không nói ý nghĩa chắc gì người ta cúng. Mình phải nói lên ý nghĩa gì đó để người ta mới thấy được cái lợi ích người ta cúng. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu như mà không làm nữa đó thì nó cũng không có hình tướng để người ta hỏi. Phong và ví dụ như bây giờ chùa làm tượng Quan Âm này, như Đức Quan Âm đây. Bây giờ Đức Quan Âm này á, tay bắt ấn, tay cầm bình tịnh thủy, thì có thể một Phật tử nào đi ngang ta nói: thưa thầy, tại sao Đức Quan Âm cầm cái bình nước đó? Thì mình mới có cơ hội mình giải thích cho ta nghe cái bình đó là cái bình gì. Hay là người chùa làm những cái tượng La Hớn, rồi có những cái tượng La Hớn mà nhìn cái hình tướng nó khác biệt với người ta, thì có cơ hội. Thí dụ như nè, có một vị Bồ Tát La Hớn tên là La Hớn Khoái Nhĩ, ông quấy lỗ tai nè, cho nên cái tượng ổng quấy lỗ tai. Thế thì mình đi ngang mình mới hỏi: thầy, sao Khoái Nhĩ là gì? Là Khoái Nhĩ là giấy lỗ tai sướng. Hỏi sao vậy? Tại vì chúng sanh mình á, nghe nhưng mà thường là nghe là phát bực. Còn bây giờ ông La Hán này ông nhắc mình á, ai nói cái gì mình cứ nghe, mà nghe mà có những điều không đúng. Nếu mà nghe điều không đúng cũng có gì bực, tại nó không đúng mà bực cái gì. Còn nếu mà nghe những điều đúng mà bực là lỗ dở, người ta nói đúng mà mắc gì bực, phải cảm ơn. Thành thử ra câu nào cũng Khoái Nhĩ hết, gọi là La Hớn Khoái Nhĩ. Thành thử ra tùy theo. Rồi thí dụ như bây giờ chùa tổ chức cúng, bây giờ mình để những cái tượng, ví dụ bây giờ mình cúng Phật Dược Sư hàng năm thắp đèn, nhưng mình không có phương tiện cúng, thì người ta cũng sẽ hỏi rằng, nhưng mà nhờ có cái đó người ta hỏi: ủa tại sao mình phải cúng đèn? Lúc đó mình mới giải thích: đèn là tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Dược Sư là ý niệm muốn chữa bệnh,
Mà mình muốn chữa bệnh cho ai thì mình phải có ngọn đèn hiểu biết về bệnh tình của người đó để mình có thể đưa thuốc tới mình chữa cho họ được. Ví dụ như mình thấy người đó so so cái đầu, mình tới mình hỏi: ủa chị, anh đang nhức đầu à? Dạ đúng, tôi đang nhức đầu. Ồ, sẵn túi tôi có Tylenol đây. Thì mình thấy người ta hành động như vậy, mình mới tới mình hỏi người ta bệnh, thấy không, hiểu người ta bệnh gì, đưa người ta cái bệnh, cái thuốc đó. Thì thắp một ngọn đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Cho nên ở đây, nếu chúng ta làm phương tiện, phương tiện là gì? Là phương pháp tiện lợi, gọi là phương tiện. Cái gì mà thuận tiện nhất trong cuộc sống thì chúng ta làm. Nhưng mà trong phương tiện, nó chuyên chở được cái cứu cánh, nghĩa là cái rốt ráo, cái viên mãn, cái ý mà mình muốn nói. Nhưng mà rồi bên cạnh đó, những người hành dùng cái phương tiện cũng phải chừng mực, chứ không thể phương tiện vượt bực. Phong vào ví dụ, ngày nay chúng ta cho những Phật tử đắp cái y nâu là phương tiện để khuyến khích, nhưng mà tới đó thôi, không thể hơn được. Bởi vì nếu mà mình cho luôn cả cư sĩ Phật tử còn tóc, mặc luôn cái áo vàng, thì các vị không có cái tâm khát ngưỡng cầu được mặc cái áo vàng đó, thì cái sự tiến bộ của mình không thể xa hơn. Cho nên mặc được cái áo nâu rồi, y nâu rồi, trời, tôi thích cái áo vàng. À, anh muốn áo vàng, anh phải phủi tóc đi xuất gia anh mới được cái đó. Chứ nếu mà mình cho đại trà thì thôi, tôi đâu cần thiết phải đi làm cái chuyện đó làm chi. Thành thử ra phương tiện là phương tiện, nhưng mà không thể vượt phương tiện. Bởi vì cái nào nó cũng có chừng mực, cái quan trọng là nó chuyên chở được cái cứu cánh. Quý vị biết á, ở trong Phật giáo Việt Nam quy định các thầy tỳ kheo khi đi ra đường mặc áo nâu, các sư cô mặc áo lam, cư sĩ Phật tử mặc áo lam, cư sĩ không mặc áo nâu. Mà nếu mà các, ngay cả các sư cô, bây giờ các vị thấy sư cô ha, sư cô là những vị mà từ mới thọ giới cho tới 20 tuổi hạ, đâu có dám mặc cái áo tràng nâu. Từ hàng ni sư trở lên mới mặc, vì cái áo tràng nâu nè, cái này đây, bên ni là từ ni sư trở lên, còn bên tăng là tất cả thầy tỳ kheo. Chứ các vị mới đi tu mà là một sa di cũng không mặc áo nâu. Mặc áo nâu mà áo nhật bình nâu, để người ta nhìn vô người ta biết. Và ví dụ như bây giờ sư cô mặc áo nâu thì các thầy nhìn vô, hoặc tử nhìn cũng không phân biệt được ai tăng ai ni. Mà nhiều khi cạo đầu rồi thì nó cũng giống giống vậy. Vì vậy cho nên trong Phật giáo Việt Nam cũng quy định những cái lễ pháp phục dành cho tu sĩ, đó là phương tiện. Mặc dù mình mặc chỉ là cái áo thôi, ai muốn mặc gì mặc, nhưng mà nếu mà không có những cái quy định thì làm sao mà nó có thể nó chừng mực được. Cho nên ở đây đại chúng hiểu được chữ phương tiện và cứu cánh. Phong vào ví dụ như ở xứ Mỹ này, mình cũng phải du di với con cái mình hơn ở Việt Nam, nhưng mà cũng đâu có thể nào mà vượt hơn được, tới đó thôi. Chứ nếu mà đứa con đó mà nó muốn hơn thì cái đó là tùy ý nó, chứ mình không thể chấp nhận và không thể dạy nó cái điều đó được. Kính bạch thầy, sáng nay chúng con tụng kinh Lăng Nghiêm, có đoạn kinh này chúng con không được hiểu rõ ý nghĩa, kính mong thầy giảng giải. 1. Đàn tính quy y tăng phước tuệ. 2. Sát trần tâm niệm khả sổ tri. Đại hải trung thủy khả ẩm tận, hư không khả lượng phong khả kế. Đây là một cái bài tán thán Phật ở trong cái nghi thức công phu buổi sáng. Thì nguyên cái bài đó dài, nhưng mà trong này cái vị Phật tử hỏi 4 câu liên tục với nhau. Thì phần đầu á, là chúng con
thân tâm thanh tịnh trì tụng phẩm kinh này để mà hồi hướng cầu nguyện đó, thì trong đó có cầu nguyện cho đàn tính quy y tăng phước tuệ. Vậy thì cái chữ đàn tính là gì? Chữ đàn tính, chữ đàn là tiếng Phạn, chữ tính là tiếng Tàu. Bởi vì nguyên cái chữ đàn á, đọc cho đủ là đan na. Đàn na là bố thí, đan na là bố thí và người bố thí. Cho nên khi chúng ta dịch cái chữ này đó, chúng ta ráp một chữ Hán vô, chữ tính thí. Có khi chúng ta dịch là tính thí. Bởi vì sao? Khi mình cho, mình phải có niềm tin mình mới cho được. Cho mà có đức, có niềm tin, cho mà cả bằng cái tấm lòng tín ngưỡng của mình thì gọi là tín thí. Phóng vào ví dụ như á, đại chúng biết á, tu viện Liên Trì tổ chức hai pháp, một hai ngày tu, thật sự là có tổ chức, đại chúng có người đăng ký về tu. Hôm nay tôi biết khóa tu như vậy cho nên tôi đem bao gạo lên tôi cúng chùa, tôi đem hộp bánh lên tôi cúng chùa để cho đại chúng dùng. Thì cái người mà đem cúng đó được gọi là tín thí, vì người này cho bằng tất cả niềm tin rằng đại chúng có tu tập, cho nên tôi phát tâm tôi kính ngưỡng cái khóa tu đại chúng tu tập tôi cúng dường. Cái chữ tín thí vậy. Vậy thì chúng ta có thể gọi là đàn tín, có khi chúng ta gọi là tín thí. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bản văn cho nên cái âm điệu nó phải có khi tán tụng. Đàn tín quy y, tức là những người mà phát tâm bố thí cúng dường mà còn quy y Tam Bảo nữa thì sanh được cả phước và tuệ. Bởi vì bố thí là phước, quy y tu tập là tuệ, có phải không? Mình quy y, mình tu tập, mình phát triển được cái tâm linh mình gọi là tuệ. Còn mình bố thí cho người khác là thí thôi, phước thôi. Cho nên trong này đó là những người quy y, những người cúng dường tăng được phước huệ. Nói là nó cả hai mặt. Còn nếu như bản thân mỗi người mà làm được hai việc thì phước huệ lớn toàn. Tôi vừa quy y Tam Bảo mà tôi vừa cúng dường nữa, đó đó là phước tuệ đó. Đàn tín quy y tăng phước tuệ. Quý vị hiểu được câu thứ nhất rồi ha. Câu thứ hai là sát trần tâm niệm khả sổ tri. Sát trần tâm niệm nghĩa là cái tâm niệm của mỗi người dù là nhỏ nhất như hạt bụi. Sát trần mà, trần là hạt bụi, sát trần là vi tế nhỏ như là hạt cát, hạt bụi. Mỗi tâm niệm của mỗi người như vậy đó, con cũng có thể biết được đó. Khả sổ tri, khả là có thể, sổ là đếm, tri là biết, con có thể đếm biết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đại chúng ngồi ở đây nè, ai suy nghĩ gì Pháp Hòa đâu biết được, thật tình là không biết. Nhưng mà nếu như trường hợp con có khả năng làm việc đó, con có khả năng biết được hết từng tâm niệm nhỏ nhất của mỗi người, và đồng thời nước trong biển cả này con có thể uống hết, gọi là đại hải trung thủy khả ẩm tận. Đại hải trung thủy tức là nước trong biển lớn, khả ẩm tận là có thể uống. Hai câu này nói lên là tâm niệm của mỗi người dù nhỏ nhất như bụi con vẫn có thể biết. Nước trong biển cả này con có thể uống. Gió hư không này, hư không khả lượng. Hư không làm sao mình nói được cái lượng hư không. Vậy mà có ngày con có thể nói được hư không, con có thể đếm được gió đó, nhưng con không nói hết được công đức của Phật. Cái câu thứ năm là cái câu mà nói lên bốn câu này nè. Hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Thế thì cái câu này nói là tâm niệm của chúng sanh con biết, nước trong biển cả con có thể uống, hư không này con có thể biết đếm được, gom lại được, gió bao nhiêu con có thể biết lường được, vậy mà con không thể nói được ân đức của Phật. Nhưng mà thực tế mấy cái này khó, khó làm lắm. Làm sao biết tâm niệm chúng sanh, làm sao uống được hết trong biển cả, làm sao đếm được hư không và gió. Vậy mà có một giây phút nào đó, một ngày nào đó con làm được việc này,
con cũng không thể nói được hết ân đức của Phật. Đó là cái bài tụng Lăng Nghiêm buổi sáng mà quý vị tụng đó. Rồi câu thứ hai hỏi rằng: tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cửu viễn tu chân, đẩu xuất giáng trần, trượng từ bủ vị ma luân, kim luân tọa bồ đề tòa, đại phá ma quân. Thì cái bài này á, là một cái bài tán thán Phật. Trong đó nói như thế này: tán lễ Thích Tôn, nghĩa là con xin xưng tán Đức Thế Tôn, là Đức Phật Thích Ca đó. Chữ Thích Tôn là Đức Phật Thích Ca, Thế Tôn của chúng con. Ngài là người, một người không có ai hơn được, gọi là vô thượng năng nhân. Ngài đã trải qua gọi là tăng kỳ cửu viễn tu chân, nghĩa là đã trải qua những thời kỳ không thể tính được để mà tu tập. Rồi từ cung trời đâu xuất, đâu xuất giáng trần, đâu xuất là tên của một cõi trời. Mà theo trong kinh nói đó, một vị Bồ Tát nào mà sắp sửa xuống đời này thì cái vị đó ở cõi trời đâu xuất. Cũng giống như bây giờ mình nói ở trại chuyển tiếp, đi trượt biên qua rồi khám sức khỏe, phỏng vấn được rồi đưa qua trại chuyển tiếp, chuẩn bị qua định cư ở các nước tự do. Thì cái trời đâu xuất cũng vậy, bất cứ một vị nào sắp sửa xuống thế gian để mà độ thì đều ở cõi trời đâu xuất. Cho nên trong này mới có câu là đẩu xuất giáng trần, trượng từ bủ vị kim luân, nghĩa là rời bỏ những cái địa vị sang trọng để làm gì? Để ngồi gốc bồ đề, gọi là tọa bồ đề tòa, ngồi gốc bồ đề, đại phá ma quân, phá hết tất cả các thứ ma. Mà ma ở đây không phải quý vị hiểu lầm là ma nào xuất hiện nhát mình nha, ma tâm, ma phiền não của mình đó. Ví dụ như hôm nay mình đi chùa mà ai chọc mình giận, đó là ma phiền não, phải không? Cho nên con ma phiền não nó ghê sợ hơn là những con ma bên ngoài. Thì đại ý cái bài đó là như vậy. À, kính thưa thầy, chúng con xin hỏi thầy, ba con mất thiêu xong chúng con lượm được 2 cái răng. Dạ con đang thờ có được không thầy? Mà bây giờ hôm nay mình thờ 2 cái răng mà có chuyện gì xảy ra không? Không có phải không? Không có thì không sao, cứ thờ. Nếu mà nói theo xá lợi đó nha, nếu mà nói theo xá lợi, cái này gọi là nha xá lợi. Nha là răng. Đức Phật để lại vài cái răng xá lợi, mà ngày nay còn một cái răng xá lợi nằm tại Tích Lan. Và bây giờ nước Tích Lan á, ở cái thành phố Kandy á, thờ chiếc răng của Đức Phật như là một bảo vật. Xây một cái chùa rất là trang trọng. Mà mình mà muốn vô được cái chùa đó đó là mình phải xếp hàng. Một ngày cho vô bao nhiêu giờ đó, rồi đúng cái giờ đó người ta làm một cái lễ, một ngày 2 lễ rất là long trọng, rất là lớn, đi vô cúng dường xá lợi. Và nếu mình đến đúng lúc đó mình sẽ được vô bên trong, bên trong gần cái tháp luôn, để mình xá chào ngay cái, dĩ nhiên là không thấy được rồi, không thấy được cái răng đó, chỉ đứng bên ngoài thôi. Thì cái trường hợp mà Đức Phật để lại cái chiếc răng đó gọi là nha xá lợi. Còn bây giờ mình không dám nói ba mình có nha xá lợi, thì mình nói là ba để lại cho mình một kỷ niệm. Thì cái kỷ niệm là chiếc răng của ba, thì mình giữ kỷ niệm cũng đâu có sao đâu. Để trên bàn thờ không có gì trở ngại hết. Bạch thầy cho con hỏi, sau khi người mất, niệm vật Phật, Phật vãng sanh cho người mất đó, nhưng nếu là người khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Ý nói là nếu người Mỹ mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Tàu mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Người Miên mình tụng tiếng Việt họ có đi không? Họ là khác ngôn ngữ, vậy có siêu không thầy? Và có phải cúng cơm hay chỉ cúng trái cây? Thưa đại chúng, trước hết á, là Pháp Hòa xác định cái chỗ này. Khi mình còn sống
mình nghe cái âm thanh của nhau, cái tiếng nói của nhau, gọi là ngôn ngữ. Nhưng mà cái người họ mất rồi đó, họ không có nghe bằng cái tiếng mình nói ra nữa, mà họ nghe cái tiếng tâm của mình. Cho nên bất cứ ngôn ngữ nào mình nói cũng được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha. Bây giờ có một cái người đó, họ là người Hàn Quốc, họ tới đây. Pháp Hòa không nói được tiếng Hàn Quốc, nhưng Pháp Hòa đến vị đó, Pháp Hòa chắp tay xá, Pháp Hòa mời một ly nước, cầm đưa về, không nói lời nào. Thì quý vị nghĩ rằng vị Hàn Quốc này có hiểu ý là Pháp Hòa mời ông đó uống nước không? Hiểu không? Tại sao ông hiểu? Vì ông nhận ra được thật, cái ngôn ngữ là mình nói bằng cái tiếng của mình, nhưng mà nước nào nó cũng có những cái điều đó giống nhau. Nước nào cũng có gọi cái chén, cái tô, cái đũa, cái bàn hết giống nhau, nhưng mà bằng cái tiếng đó thôi. Nhưng mà trong tâm nó giống nhau. Không có người nào mà không có tình yêu giống nhau. Cho nên lúc đó không phải là bằng hình tướng vật chất, mà bằng cái tâm. Cho nên tại sao mình cầm cái hương? Vì cái hương đó là tượng trưng cho sự connect, sự tiếp nối giữa mình với người đó. Mình không có nói ra tiếng, nói trong lòng, mà họ cảm nhận được. Cái đó gọi là gì? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nó tương ứng mà. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một đứa nhỏ đi, mình không biết nó nói tiếng gì, nó khóc ré lên, mình chạy tới mình ôm nó, mình lấy cái tay mình vỗ về nó nín không? Nó cảm nhận được sự ấm áp không? Mình đâu có nói gì với nó đâu, mà nó cũng không nói với mình nó sợ cái gì, mà mình cũng chẳng biết nó sợ cái gì. Nhưng cử chỉ đó nó lưu xuất từ cái tâm mình. Con người nào cũng cảm nhận giống nhau. Con người nào cảm nhận? Quý vị coi phim, mấy cái phim mà những người ở rừng, những tặc răng, họ lỡ họ đi ra ngoài này rồi, họ sống như những con thú vậy, mà mình đánh họ, họ vẫn đau. Mình thương họ, họ vẫn biết mà. Thành thử ra lúc đó phải nói rằng cái tâm tâm chứ không phải là ngôn ngữ. Cho nên mình tụng bất cứ ngôn ngữ nào họ biết hết. Dù người Mỹ mình nói tiếng Việt vẫn được, dù người Miên mình nói tiếng Việt cũng được. Tại lúc đó họ không phải nghe bằng cái tiếng mà mình nghĩ nữa, mà cảm nhận được hết. Bởi vì tất cả con người giống nhau hết á, nhưng có điều là lời nói của mình nó có khác thôi. Nhưng mà khi mà cử chỉ hành động của mình, điều người ta cảm nhận giống nhau hết. Pháp Hòa đi qua Trung Quốc, Có một lần Pháp Hòa đi Miến Điện. Thì khi đến cái chùa đó đó, thì ở đó là một cái vị hòa thượng mà lớn nhất ở vùng đó, đang coi hết chư tăng trong cái vùng đó. Ngài đang đi tuốt đằng xa, tự nhiên Ngài thấy Pháp Hòa, thì Ngài mới kêu cái vị thị giả đó chạy tới, kêu ông thầy đó tới. Mà Pháp Hòa đi hành hương, đi lễ Phật thôi. Thì vị hòa thượng đó tới, tới xong cái ông biểu, ông đẩy chú thị giả ra, ông biểu Pháp Hòa phải kè ông đi. Mà mình không có biết gì ông hết, mà tự nhiên ông thấy mình đằng xa vậy hả. Rồi ông ngoắt lại rồi hai bên toàn ra dấu. Ông đẩy cái thầy kia ra, ông đưa tay cho mình nắm, rồi ông chỉ đi. Cái mình cũng không, cứ biết là ông biểu mình dẫn đi. Cuối cùng quý vị biết, ông dẫn Pháp Hòa lên cái chỗ tượng Phật mà không ai được lên. Rồi ông còn nói là ngày mai sáng 3 giờ tới chùa của ông, dẫn nguyên đoàn tới. Ông biểu trong chùa nấu xôi sẵn hết, rồi ông phát cho một người gói xôi. Rồi ông nói với cái cô thông dịch á, là nói ông thầy nở đây luôn đi để lo cho thầy. Mà Pháp Hòa với Hòa Thượng chưa bao giờ gặp mặt, mà tự nhiên thấy mình đằng xa, mà Hòa Thượng ngoắt cái vị đó tới, kêu Pháp Hòa tới. Rồi biểu Pháp Hòa dẫn đi suốt buổi đó luôn, đâu có ngôn ngữ gì nói đâu, nhưng mà cái tâm. Cho nên nhà Phật có cái từ gọi là tâm ấn đó. Tâm thầy truyền tâm của mình. Pháp Hòa ví dụ á, hồi nhỏ đó mình hay đợi ba mẹ mà có khách mình mới tới xin, nhớ không? Muốn đi đâu chơi, muốn xin cái gì là đợi ba mẹ mà có khách là bắt đầu chạy tới xin. Mà nhiều lúc mà ba mẹ mà không cho đó, là ba mẹ mình chỉ cần trừng mắt nhìn mình cái thôi là mình bẽn lẽn mình đi xuống. Mình hiểu gì? Hiểu cho là không cho? Không cho, mày đừng có lỗ xộn. Có nói gì không? Không nói, chỉ ánh mắt nhìn thôi.
Bây giờ quý vị thử, quý vị nuôi một con chó, một con mèo á, mà hằng ngày quý vị nghiến răng với nó, quý vị trợn nhìn nó coi, nó hiểu mình không thương nó đó. Nó gặp mình là nó không có tới gần đâu, thì nó biết mình không thương nó, và thậm chí nó sủa mình nữa là khác. Còn người nào mà tới dỗ về nó, thương nó cảm nhận được hết. Cỏ cây cũng thế, súc sinh cũng thế, thì tâm linh nó còn hơn cái đó nữa. Cho nên thường thường người ta nói cái tại sao gọi là thần kinh, tại sao gọi là thần kinh, bởi vì cái dây đó đó nó linh động như thần, nó tiếp nhận được, linh động lắm chứ không phải bình thường. Còn có vài câu hỏi xin thầy vui lòng hoan hỷ giải thích. Trước khi nói này, Pháp Hòa nói thêm cái chỗ này để cho đại chúng hiểu luôn cái chỗ này. Bây giờ mình nói là người chết hiểu kiểu đó phải không? Giờ người chết ăn kiểu nào? Mình đem lên đồ cúng người chết ăn sao? Gọi là cúng. Con người mình khi còn sống á, mình đem thức ăn để vô trong miệng, mình nhai nhỏ nhỏ, mình nuốt đó, cái đó gọi là đoàn thực. Đoàn thực nghĩa là ăn cái cách là nhai nhuyễn ra ăn, nuốt, gọi là đoàn thực. Người chết á, họ không đoàn thực mà họ xúc thực, nghĩa là họ ngửi. Bây giờ Pháp Hòa nói đó, cô nào mà ở dưới bếp nấu nguyên ngày đó, chiều xa mình nói mời cô ăn, thôi không ăn đâu, no rồi. Ủa con thấy cô nấu cả ngày cô ăn gì đâu, ngửi no rồi. Có không? Có nhiều ngày mình ngửi mình no phải không? Vậy thì cái ngửi đó có phải là xúc thực không? Xúc thực. Con người mình ăn bỏ một miệng là đoàn thực, còn ngửi mà no gọi là xúc thực. Còn mình nuôi dưỡng một cái ý tưởng, một cái tâm tưởng, một cái hoài bão mà luôn luôn nuôi dưỡng mình sống mạnh, sống tốt, gọi là gì? Tư niệm thực. Tư niệm thực, ví dụ như Pháp Hòa nuôi một cái ý, một cái ước nguyện là trong tương lai tôi sẽ làm một cái tu viện để cho đại chúng về tu. Mình nuôi cái hoài bão đó, và chính cái hoài bão đó làm cho mình mạnh dạn, mình sống lên. Thậm chí mình cực khổ mà mình vẫn chịu đựng, mình vẫn vui vẻ. Cái đó gọi là tư niệm thực. Rồi hàng ngày nha, hàng ngày mình thấy, mình nghe, mình ngóng gì đó ha, bực bội lên. Thí dụ như đang ngồi vô mâm cơm nha, thấy cái mặt đó là tôi no rồi. Có không? Có nói câu đó không? Nghe cái tiếng đó là tôi phát bực rồi. Cái đó gọi là cái gì ăn biết không? Cái đó gọi là thức thực. Phật nói trong kinh có bốn thứ ăn, bỏ vô miệng nhai là đoàn thực, ngửi mà no là xúc thực, nuôi dưỡng một cái hoài bão, một cái tâm linh tươi sáng gọi là tư niệm thực. Còn mình xúc thực là mắt mình thấy, tai mình nghe. Nhưng nếu tai nghe mắt thấy lành thiện là xúc thực lành mạnh. Còn nếu mình nhìn, nghe, ngửi, thấy cái người đó, cái vật đó mình bực bội cũng là một dạng xúc thực. Nhưng mà xúc thực bằng cái gì? Không lành mạnh. Có nhiều khi mình thấy cái người đó là mình đổi sắc liền, mình giận cái người đó, lên mâm cơm mà thấy người đó là no ăn nổi, cái đó là xúc thực chứ gì nữa. Nhưng mà có nhiều niềm vui, mình thấy một cái mình vui, mình không có còn mệt mỏi, cũng là xúc thực chứ gì nữa. Vậy thì hằng ngày quý vị nhớ, mình không phải chỉ có đoàn thực không nha, mình còn có bốn thứ khác phải không? Xúc thực,